Nó ơi, làm gì á? Hả? À? Cất cỏ nhổ cỏ. Ai giờ? Chú khó đấy. Em thấy chị Hương làm thế nào? Chị làm đâu? Đi làm gì ấy? Cỏ lúa. Đi đâu chưa? Bãi ở đâu? Làm sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Nhổ sạch ghê nhỉ? Thế nhớ mà làm như thằng Nam này, chú khó này. Phân bón nhổ sạch nhưng bón phân lên. Đắp lên trên này. Còn này con đấy không hay là bỏ? Ừ. Đấy cỏ sữa. Chú khó đấy. Có người yêu chưa? Chưa người yêu à? Chịu khó này xứng đáng có 10 người yêu. Còn một người yêu thôi không cần nhiều. Hả? Một người yêu thôi không cần nhiều. Cần một người yêu không cần nhiều à? À. Em đưa anh xuống chỗ chị Hương đi. Nó dẫn đường thế nào, bãi ở đâu. Xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hôm nay trong cái chương trình là Hoàng Hiền lên nhà em Hương để gửi cái quà của chú Ba ở bên Cộng Hòa Liên bang Đức. Đấy, có gửi cho em Hương cái số tiền là 1 triệu đồng. Đấy. Lấy Hoàng Hiền vào nhà thì là không ra nhà đóng cửa. Đấy. Mẹ em Hương chắc là đang đi điều trị. Đấy, em Hương thì là hỏi ra mới biết là đi làm ở dưới này. To khu nào dưới kia. Chia sẻ với các bác là giới thiệu các bác là mới xem video của Hoàng Huyền nhé. Thì em Hương này thì là hoàn cảnh rất khó khăn. Bố thì mất rất lâu rồi, từ lúc em còn bé tí. Một mình mẹ là gồng gánh nuôi em ý ăn học. Hiện tại bây giờ thì là em ý đang học ở trường Đại học Ngoại ngữ khoa tiếng Anh. Đấy, năm cuối rồi. Tuy nhiên thì mẹ thì mới năm trước thì là bị ngã, thế là nó ảnh hưởng cái chấn thương của vùng đầu ấy. Cho nên là đang mổ, nó đang mất một cái bên, à đây 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 rồi, mất một bên mạng đầu như kiểu là chú xính cô đơn ấy. Nên là đang rất là khó khăn vất vả. Mùa này là mùa làm cỏ lúa. Cỏ tốt nhờ. Này dắt bò ăn thì hết ý rồi. Xin chào em. Làm quả lúa à? Vâng ạ. Đây là bãi nhà em à? Vâng ạ. Anh vừa ở nhà nhưng không thấy. Vâng. Mẹ đang đi điều trị à? Vâng ạ. Tình hình mẹ sức khỏe là này thế nào? Mẹ em thì vẫn nằm đâu nằm đấy ạ. Mẹ có ăn được nhiều? Mẹ ăn dạo này cũng hơi ít ít. Thế đi, đi đi làm cỏ lúa của nhà. Vâng. Nhà em có mấy miếng? Nhà em có 5 bãi. 5 bãi cơ? Vâng. Mình làm hết. Mẹ em ốm thì cũng chỉ làm được 2 bãi thôi ạ. Ừ. Tự em cấy á? Vâng. Nhờ các bác, các bá bên ngoại nữa. Ừ. Anh bảo nhá. Hôm nay anh vào thì là có chú Ba ở bên Đức. Chú Ba bên Đức. Ừ. Chú cũng theo dõi cái video của anh. Vâng. Biết đến cái hoàn cảnh của em. Thì là chú có gửi cho anh là 1 triệu.
Đấy, nhờ anh là trao cái tiền này cho em. Vâng. Nhá. Đấy. Đây là anh gửi cái tiền này cho em. Em đếm đủ. Không cần đếm. Đếm đi, đếm đủ 1 triệu. Đủ rồi ạ. Ừ? Đủ rồi ạ. Mấy tờ? 5 tờ. Đây có 4 tờ rồi đâu. 5 tờ đủ rồi. Đủ 5 tờ rồi thì vâng. Là bao tiền? 1 triệu. Ừ. Em có muốn nói gì với chú ba ở bên Đức không? À, cháu cảm ơn chú ba ở bên Đức ạ. Cháu chúc chú và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Vâng, em cảm ơn anh Hiền ạ. Ừ. Chúc chú gì nữa đi. Chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe để giúp nhiều người khó khăn như nhà cháu. Ừ. Qua đây thì cháu Hoàng Hiền cũng xin phép được thay mặt cho nhà em Hương. Cháu xin chân thành cảm ơn chú ba ở bên Cộng hòa Liên bang Đức đã đồng hành cùng với cháu để gửi quà cho em Hương. Cháu cảm ơn chú rất nhiều và xin kính chúc chú cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thành công. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Em cất tiền đi, không rơi. Đút túi cẩn thận không rơi, cất đi. Thế là mẹ bây giờ đang ở viện nào? Mẹ em ở trên viện Đa khoa Thái Nguyên. Viện Đa khoa à? Vâng. Thế tối lại lên với mẹ à? Vâng. Mấy giờ đi? Em vừa cỏ xong bãi này thì em về nấu cơm mang lên cho mẹ. Nấu cơm mang lên? Vâng. Tối ở đấy luôn chứ? Vâng. Thế mẹ lên đấy được mấy ngày rồi? Mẹ em lên đấy được 5 ngày rồi ạ. 5 ngày rồi? Vâng. Thế ngày điều trị này là có nhờ ai trông đấy không? Có ngày thì nhờ các dì bá thay phiên nhau, còn ngày để em về em đi dạy với đi làm nhổ cỏ. Thế là tối em lại lên? Tối em phải lên, tối không nhờ được. Sáng là mấy giờ về? Sáng là sáng sớm, ở trên viện đấy thì 7 giờ người ta đóng cửa, 7 giờ sáng người ta đóng cửa thì em sẽ về từ 6 giờ. Mẹ ở trên đấy là cũng các gì tức là trực liên tục nhỉ? Vâng. Phải 24/24. Vâng. Tại vì là mẹ là đi là không được. Tự đi được. Không tự chở mình được. Ừ. Có người toàn ngồi xe lăn nhỉ? Vâng, ngồi xe lăn. Ngồi xe lăn. Thế là vệ sinh các thứ tắm giặt thứ là đều mình phải làm hộ hết. Kể cả bón ăn các thứ là cũng. Vâng. Bón ăn các thứ là em tự bón hết. À. Có những hôm một mình đỡ xong rồi tự bón. Tự ngồi sau đỡ xong rồi cầm tay cầm bón cơm cho mẹ ăn. Thế bị mẹ ăn được nhiều không? Mẹ em trước vừa đợt vừa mổ xong thì ăn cũng hơn 1 bát, nhưng dạo này không hiểu sao ăn ít, ăn chưa được 1 bát cơm. Ăn ít hơn. Ăn ít. Thế có hỏi mẹ không? Có hỏi mẹ nhưng mẹ bảo mẹ không thích ăn, mẹ chán ăn. Chán ăn à? ảnh hưởng ở đầu ấy, bác sĩ cũng bảo là cũng không ấy, không ăn được ấy. Em thấy ở trên đấy nhiều người ta cũng không ăn được, người ta cũng phải truyền sữa. Cảm giác là ăn kiểu ăn không ngon. Không ngon ăn. Mới thì mẹ lo lắng cho em nữa. Vâng. Thỉnh thoảng ngủ thì thỉnh thoảng đêm ngủ dậy thì thấy mẹ cũng không ngủ, mẹ cứ nằm nhìn thôi. Nhìn em à? Nhìn kiểu suy nghĩ nhiều ấy. Không ngủ được đêm. Mất ngủ. Vâng. Kiểu nó phải có nhiều cái nó phải suy nghĩ. Vâng. Vất vả. Cố động viên mẹ. Vâng. Em có động viên mẹ không? Em có chứ. Em lúc nào cũng bảo là cũng bảo là xin bố là bố cho mẹ ở lại với con. Bố đừng lấy mẹ con đi. Em xin bố thế. Vâng. Mẹ em có những hôm mà em đi làm về muộn ấy. Thế là mẹ em cũng xin bố là cho em về bình an. Đi đường không có vấn đề gì. Em xin hay mẹ? Mẹ em xin. Có nghĩa đi làm. Đi làm tối về tầm có hôm mà phải đi làm tối. Đi làm trợ giảng tối về tầm 10 giờ ấy. Thì mẹ em lo, mẹ em cứ nhắc suốt, xong rồi xin bố là
mong em về để cho em đi về bình an, không có vấn đề gì. Phù hộ cho em. Vâng. Bố là mất ở bao nhiêu năm mình nhỉ? Bố em lúc mất em 2006. 2006 à? Lúc em 4 tuổi. 4 tuổi à? Ồ. 2006 thế thì bây giờ là 19 năm rồi. 21 tuổi. 19 năm rồi. Bên em nó làm gì biết đi nhỉ? Biết đi chưa? Ừ, thấy mọi người kể là lúc bố mất thì đi kiểu đám ma thì em không biết gì, cũng nói vu vơ câu trẻ con và với đứa em bảo là bố tao chứ bố mày à. Nói vu vơ như thế, không đợt đấy không biết là bố mình mất ấy. Chỉ trẻ con bây giờ nghĩ lại thấy buồn. Lúc bé mình chưa biết. Đấy, bởi vì bé thì có ai biết đâu. Trẻ con ấy. Em có được chụp tấm ảnh nào chung với bố không? Em không được chụp. Không có. Không có. À. Thế có hôm nào mà em ngủ mơ bố em vào? Chưa bao giờ mơ thấy bố luôn. Chưa mơ thấy bố luôn. À. Chưa một lần. Ừ. Có những cái ký ức gì? Có, nhớ là bố đứng ở hè, bé ở hè đấy cũng chỉ nhớ thế thôi, nhưng mà thỉnh thoảng kể mẹ là con nhớ như thế, nhưng mẹ cũng trêu bảo là mày bé chắc gì em nhớ, nhưng mà em cũng hơi mường tưởng tượng là bố bế em cắp lách bế ở đứng ở trước cửa nhà. Ừ. Bố em mất là bao nhiêu tuổi nhỉ? Lúc đấy bố em sinh năm 1967. Ừ. Năm 2006. 1967 à? Vâng. Ừ. Mất trẻ. Ừ. Lúc em bé tí. Vâng. 4 tuổi. Đến 20 tuổi thì mẹ lại bị 20 tuổi. Năm ngoái. Ừ. Và đúng sinh nhật thì đi mổ. Sinh nhật em. Ừ. Thì mẹ lại đi mổ ca. Em sinh nhật ngày nào? Em sinh nhật 30 tháng 10. 30 tháng 10. Vâng, nên mẹ em bị chiều hôm 29. Ừ. Thì là 30 đi chiều hôm đấy là đi mổ. Chiều hôm 30. Vâng. Đúng hôm sinh nhật luôn. Đúng hôm sinh nhật mổ luôn. Mới là mổ ở đâu? Em mổ ở trên Đa Khoa Thái Nguyên. Đa Khoa Thái Nguyên. Vâng. Cái chi phí đấy là hết rất nhiều tiền đúng không? Vâng, không tính nổi luôn. Ừ. Bởi vì là nó mổ hẳn một bên não như thế. Đó. Mẹ em Hương là bây giờ là chia sẻ các bác là đang đợi là có não là để ghép. Có xương. Xương đúng không? Ừ, cái xương. Sợ. Mẹ là bên này nhỉ? Mẹ bên này. À. Nhưng mà mình đang đợi cái đấy là xương nhân tạo à? Vâng, đợi xương nhân tạo. Thì bác sĩ bảo là trong bảo hiểm ấy thì nó rẻ hơn, còn nếu mà ngoài đắt hơn. Nhưng à. Phải đợi cái đấy thì chi phí hưởng bảo hiểm 80% ấy. Không là nếu mà ví dụ mẹ em mà vấn đề gì đấy bị luôn ấy là phải mổ luôn ấy là không được hưởng bảo hiểm. Ừ. Còn nếu mà đợi mà có cái kia thì đỡ hơn. Thì là được 80%. Vâng. Có nghĩa là ngang, có nghĩa là cái chi phí để mua cái đấy thì. Vâng, chi phí mua cái đấy và có chi phí mổ. Vâng, chi phí mổ riêng, chi phí mua cái đấy thôi. Là chi được ca mổ thì phải riêng. Là được giảm 80%. Vâng. Nếu như mà đợi lúc họ có cái đấy. Vâng. À, còn bình thường nếu bây giờ mà mổ mà cần gấp là mà mẹ em tự nhiên một ngày nào đó mẹ em tự nhiên không tỉnh táo nữa. Ừ. Là phải mổ gấp. Thì là không được, không có cái xương kia về kịp thì là phải dùng cái xương của tư nhân ấy. Thì là hết khoảng bao nhiêu tiền? Em nghe em không biết, nhưng mà em có tham khảo những người cùng trên đấy với mẹ em thì người ta bảo là tầm 100 triệu, nếu mà được hưởng 80% thì chắc chỉ tầm mất 15 20 triệu hay sao. Ừ. Có đến một cạ nó phải 100 triệu. Vâng. Ờ. Em chỉ thấy tham khảo mấy cái người với các bác các bác nằm cùng mẹ em và đã từng làm rồi. Đúng là không? Ở cùng trên viện đấy ạ. Ừ. Là các bác bỏ giá như vậy. Vâng. Ừ. Thế là bác sĩ bảo là bao giờ thì có cái dịp mà nó được hưởng kia? Bác sĩ bảo là chắc cuối tháng này. Em thấy hôm có đầu tháng bác sĩ hỏi thăm thì bảo là gia đình cứ đợi tầm cuối tháng 8 là có cái đấy. Là có cái đấy. Cuối tháng 8 dương này. Vâng. À. Em
cũng mong là có để ghép vào cho mẹ em tỉnh táo hơn ấy, mẹ em có nghĩa phục hồi nhanh hơn ấy. Không có bị vấn đề như kiểu co giật hay kia nữa, đau đầu ấy. Khoảng từ 15 đến 20 triệu. Vâng. Là có cái đợt xương. Đấy. Vâng. Đấy là riêng về cái xương đấy. Riêng về xương còn cái mổ cả... là khác đúng không? Mổ lại khác. Để thuốc nữa. Những cái mổ cái này bảo hiểm nó bảo hiểm người ta chi trả nhưng mà cũng mất nhiều. Chắc cũng phải 10 20 triệu nữa nhỉ. Vâng, cũng bằng cái tiền xương đấy. Bởi vì là những cái chi phí mổ này nó rất là phức tạp các bác ạ. Cũng không hề đơn giản. Như nhà em Hương thì là mẹ cũng mổ nhiều lần rồi đúng không? Nếu mà lần này mổ nữa là lần thứ tư ấy. Thế mấy lần trước là chi phí có nhiều không? Mỗi một đợt em lần đầu tiên là nhiều nhất. Tại vì thuốc nhiều. Bác sĩ đợt đấy bác sĩ cũng kiểu biết nhà hoàn cảnh ấy, bác sĩ hỏi luôn là bác sĩ bảo luôn là một ngày đơn thuốc một ngày là 5 triệu gia đình có đồng ý chữa không, thì lúc đấy thì chỉ cần em chỉ cần mẹ đấy, em cũng các bá các gì cũng mang tiền đến cho nhà em để chạy chữa cho mẹ ấy. Thế em cũng đồng ý chữa đợt đấy, đồng ý chữa cho mẹ một ngày 5 triệu. Còn đợt sau đợt hai là ghép sọ vào thì em nghĩ là tầm khoảng phải tầm 30 triệu. Đợt ba cũng tầm thế. Vẫn là mổ. Đợt ba còn bị viêm ấy, em bị cái áp xe ở trên ấy, bác sĩ bảo là mổ ga gấp, nếu mà không có để đấy là nó viêm vào màng não thì còn nguy hiểm hơn. Thế là lần thứ ba mổ xong là phải một lần nữa. Lần thứ ba mổ xong là bị viêm nhá, bị cái viêm lần thứ hai ghép vào ấy, thì cái xương ấy bị viêm thì là phải mổ lần ba, thì lần ba này để lấy ra. Cái lần hai đấy thì là có cái vết khâu của mẹ em ấy, nó không ấy vào. Nó bị kiểu nằm tì đè ấy, nó bị loét xong rồi là có thành áp xe viêm ấy. Thì bác sĩ lên khám, bác sĩ nhìn phát bác sĩ bảo luôn là phải mổ ra ngay, mổ gấp ngay. Là nó viêm, thế là đợt đấy chữa viêm một tháng thì được về. Thế là mấy lần mổ đấy là ở viện của mình ở đây hay ở Hà Nội? Nhà em chỉ có đủ kinh phí để mổ ở trên Thái Nguyên, trên Đa Khoa. Thế tất cả là 3 lần rồi. 3 lần. Thế rất nhiều tiền đúng không? Vâng. Nhà em Hương ngày trước là cũng có vật nuôi đấy. Nhưng mà từ lúc mẹ bị như vậy là bán hết vật nuôi để thuốc thang cho mẹ đấy. Ngoài ra thì là cũng chia sẻ thực với các bác là do là cái chi phí mổ rất nhiều, cho nên là nhà em Hương là cũng đã phải bán mất, có nghĩa là cũng có vài miếng đất là cũng phải bán mất, bán đất ấy, để lấy tiền chữa cho mẹ, cũng chia sẻ các bác như vậy. Mà mấy cái lần đấy là do là cần tiền gấp để mẹ mổ, cho nên là bán thì là cũng không được giá đấy, giá nó cũng thấp, mà bán được bao nhiêu là đưa vào hết chữa cho mẹ. Ngoài cái tiền mà đó ra thì hiện tại bây giờ thì cũng chia sẻ các bác là cũng nhiều lúc thì em Hương cũng chia sẻ với Hoàng Hiền là hiện tại mình vẫn đang phải nợ tiền các bác. Là ngày xưa các bác mà cái lần đầu tiên của mẹ mổ ấy thì là hết nhiều tiền nữa, xong rồi tiền thuốc thang chi phí một ngày nó 5-7 triệu như vậy nữa đấy. Mà đến đây kéo dài bao nhiêu ngày? Đợt đấy là trên mẹ em là trên cái phòng mổ ấy, chăm sóc đặc biệt là đơn thuốc, riêng đơn thuốc là 5 triệu rồi. Còn cái trong phòng mổ mà các y tá chăm sóc cho là 230 hay là 250. Em ở trên đấy 15 ngày. 15 ở trên đấy, xong ngồi xuống khoa ngoại thần kinh ở bên nhà 7 tầng. Nhà 7 tầng tầng 2 ấy, thì là ở đấy 1 tháng xong thì về viện. Đấy. Cho nên là cái chi phí thực sự nó hết rất nhiều. Đấy. Mà Hoàng Hiền cảm nhận là em Hương là một người mà rất là thương mẹ. Đấy. Thiếu cái tình cảm của người ba từ bé. Lúc đấy là em mới nói, nhắc đến là em ấy rất là xúc động ấy. Đấy, nếu lúc đó mà các bác để ý là thấy là em ấy cũng rất là xúc động rồi. Hoàng Hiền mới nói chuyện khác thôi, không là em ấy cũng đã xúc động rồi. Đấy. Rất là thương em. Thế là em là bao giờ đi học? Em 2 tuần nữa. 21 tháng 8 là đi học rồi. Vâng. Đợt đấy đi học chắc cũng cùng với đợt mẹ đi mổ. 21 tháng 8. Vâng, 21 tháng 8. Là bắt đầu lên trường. Vâng, bắt đầu học đầu tiên, buổi học đầu tiên. Đến tháng mấy năm sau này em ra trường nhỉ? Em cũng không chắc nữa, nhưng mà học hết kỳ này là em đi thực tập. Thực tập này, thực tập ở đâu? Thực tập thì nhà trường sắp xếp.
Và nếu sắp xếp xong mình, nếu mà mình chọn thì em chắc em chọn trung tâm tiếng Anh. Ừ. Nếu mà được, còn không thì phải tùy nhà trường. Tôi cứ cố gắng nhé, cố gắng để tiếp tục là học hành. Em bây giờ là cái việc học hành của em là nó gần đến lúc mình đạt được những cái nó thành quả rồi. Đấy, cố gắng là theo học nốt để có cái bằng. Sau đó thì em ra đi làm thì em sẽ kiếm được những công việc nó phù hợp với em mà nó mang lại cái thu nhập để em lo cho mẹ nữa và bản thân em nữa nhé. Rồi cứ cố gắng đi nhé, vất vả. Thế bây giờ bình thường bây giờ em dạy một tuần là dạy mấy buổi? Một tuần em dạy được 4 buổi. 4 buổi à? 4 buổi. Ừ. Thế cũng được, cố gắng. Cũng vất đúng không? Ừ. Có hôm nào về buổi tối thì vất lên. Có đi tối có sợ không? Có. Ừ. Đi tối sợ. Tối thì mấy giờ mới về đến nhà? Đi tối 10 giờ. 10 giờ về đến nhà? Vâng. Làm từ mấy giờ? Làm từ 7 giờ. Mấy giờ tan? 7 giờ học sinh thì 9 rưỡi tan, nhưng mà em có những bạn phải ở lại ấy, thì mình cũng phải ở lại theo luôn. Thế có hôm nào nhiều bạn có khi ở lại hơn 10 giờ chứ? Vâng, có hôm 10 rưỡi mới về đến nhà. Bởi vì là học sinh ở lại thì mình cũng phải ở lại. Vâng, học sinh ở lại thì mình cũng phải ở lại. Kiểm tra. Đấy là những bạn mà học chậm chậm hơn đúng không? Chậm hơn, mình phải kèm thêm. Ừ. Cho ở lại để học đấy hơn. Vâng. Từ gang thép về nhỉ? Vâng, từ gang thép về. 10 giờ 10 rưỡi là xuống đến khu nhà em mà tối mịt đấy. Vâng, không có đèn, đường không có đèn đấy. Ừ. Anh đi mình anh sợ. Hôm nào về bị ông nào ông chặn đường trêu không? Không, em sợ em đi một mạch luôn. Ừ. Nhưng mà cứ bình tĩnh thôi. Vâng. Chú ý an toàn. Đường bây giờ nó đông, xe cộ nhiều. Đi lại cái thứ này hết sức lưu ý. Nhá. Rất là vất. Em là cận mấy độ rồi? Em mắt bên bên phải cận nặng hơn 4 độ, bên này 3 độ. Ừ. Học nhiều quá. Kính bên này sao nó trắng trắng ở đây? Bị trắng này. Dính nước, vừa cỏ dính nước. À, nước nó vào đúng không? Vâng. Rất là hiền lành, chịu khó. Cố gắng học nha, quyết tâm nha. Vâng. Ừ. Cánh đồng quê hương. Và như vậy thì vừa xong các bác, vừa cùng với Hoàng Hiền trao cái quà của chú Ba ở bên Đức cho em Hương. Đấy. Rất mong là sẽ tiếp tục nhận được những cái sự chung tay của các bác giúp đỡ cho em Hương trong thời gian tiếp theo. Một lần nữa thì cháu cảm ơn chú Ba ở bên Đức rất nhiều. Và kính chúc chú cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều bình an. Cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ thì Hoàng Hiền cũng kết thúc cái video này ở đây và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé. Đấy, xin chào tất cả các bác. Chào các bác ạ. Chào các bác nha.